sinh giờ mùi sướng hay khổ. Những người sinh vào giờ mùi không hợp với cha mẹ thường trắc trở một trong hai con đường sự nghiệp và tình duyên. Họ mang số khổ trước sướng sau, thời trẻ gặp nhiều khó khăn, đến khi già mới được an nhàn. Có thành công thì cũng phải vướng bận chuyện gia đình, người thân, vì vậy họ thích sống một cuộc sống cô độc, tự thân lập nghiệp. Những người sinh giờ mùi thường đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và tình duyên. Để giải mã ý nghĩa vận mệnh của người sinh giờ mùi cần phải căn cứ vào những mốc thời gian của nó. Sinh vào đầu giờ mùi, 13 giờ 13 giờ 40 phút. Những người sinh vào khung giờ này có cuộc sống êm đềm hơn hai khung giờ còn lại. Bởi lẽ họ khá hòa hợp với cha mẹ, người thân trong gia đình và cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Cuộc sống khá an nhàn, dễ phát tài lộc, đặc biệt là vào giai đoạn trung niên. Tuổi trẻ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng nếu cố gắng sẽ công thành danh toại. Sinh vào giữa giờ mùi, 13 giờ 40 phút 14 giờ 20 phút. Những người này có mệnh không hợp với cha, tuy nhiên đường công danh sự nghiệp lại khá suôn sẻ. Ban đầu có thể gặp nhiều trắc trở, khó khăn tuy nhiên càng về sau càng thuận lợi, ăn nên làm ra. Tuy vậy, họ có đường tình không được như ý, vì vậy cần phải khắt khe hơn trong việc chọn bạn đời để tránh mâu thuẫn. Sinh vào cuối giờ mùi, 14 giờ 20 phút 15 giờ. Ngược lại với khung giờ trên, những người này lại không hợp với mẹ của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của họ khá thuận lợi khi được quý nhân phù trợ, cứ cố gắng ắt có thành công. Giữa sự nghiệp và tình yêu, họ chỉ có thể tập trung phát triển một trong hai. Nói tóm lại, sinh vào giờ mùi có những ưu và khuyết điểm riêng. Tuy vậy, những lời phân tích đó không thể áp dụng hoàn toàn lên bất cứ ai bởi lẽ vận mệnh mỗi người là do chính họ quyết định. Nếu chúng ta tu tâm dưỡng tính, siêng năng cần cù thì những điều tốt đẹp sẽ đến trong nay mai.